Khi gặp phép tính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhân 8, ta bắt gặp một kết quả khá đẹp. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 6. Nhưng hai chữ số cuối có vẻ chưa được hoàn mỹ. Muốn kết quả này đẹp thì hai chữ số cuối phải là 4, 3, tức là phải thêm 7 đơn vị. Câu hỏi đặt ra là có một quy luật chung cho các phép tính tương tự hay không? Ta tiếp tục thử với phép tính đơn giản hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 8 thì kết quả sẽ là 9, 8, 7, 6, 4, 8. Nếu thêm 6 đơn vị nữa sẽ thành 5, 4. Rất đẹp. Có vẻ như có một quy luật để tạo ra những phép tính đẹp. Ta thử tiếp với phép tính 1, 2, 3, 4, 5 x 8 rồi cộng với 5 thì được kết quả. Rất chính xác, và các phép tính khác cũng vậy. Thật là tuyệt vời, ta không chỉ có các phép tính đẹp mà còn có cả một bức tranh tháp số rất là đẹp. Tuy nhiên nó vẫn đang còn thiếu một phép tính ở phía dưới cùng. Bạn có thể bổ sung phép tính đó được không? Comment ý kiến của bạn ở phía dưới. Đừng quên subscribe kênh Toán Thời Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.